Câu này cô dành cho những bạn ôn thi giữa kỳ lớp 7 nhé. Phần đầu tiên là chính là phần phát âm. Phần phát âm thì chúng ta sẽ có bài 1, đó là tìm từ có cái phát âm khác với các từ còn lại, đúng không ạ? Khi mà các em thấy từ underlined và từ gì đấy ạ? Pronounced, thì các em hãy chọn là cách phát âm nhé. Thì ở bài này thì người ta chắc chắn là sẽ gạch chân cho các bạn, đúng không ạ? Câu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là actor. E, dạ. Câu số 2 chúng ta sẽ đọc là painting. Dạ, painting. Câu số 3, câu C chúng ta sẽ đọc là anthem. Và câu D cũng là gallery. Đúng chưa? Thì làm sao để phân biệt ở đây cô giáo có một cái mẹo này. Các bạn nhìn thấy nhé, A, C, D đều là chữ A kết hợp với một phụ âm, đúng không ạ? Nhưng mà câu B thì sẽ là chữ A kết hợp với một nguyên âm, đó là I, đó là A. A, được chưa ạ? Thế là câu B là đáp án đúng. Câu 2 nhé, decide ai, đúng không ạ? Decide với ai thì làm sao để làm được cái này thì chịu khó học thôi. Câu B đó là exciting, cũng là ai. Câu C đó là exhibit, exhibit, đúng không ạ? Và câu D đó là organize, cũng là ai. Nên là chúng ta sẽ chọn câu C nhé, để chơi game ạ. Và câu số 3, đây là cái phát âm ED, chắc là bạn nào mà xem video của cô nhiều rồi thì cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Có 3 phần thôi. Bạn nào mà chưa xem thì xem lại video giúp cô nhé. Được chưa? Cái này chắc chắn là cô cũng sẽ không nói lại được trong video này thì nó hơi mất thời gian. Nên là chúng ta chọn luôn. Câu A, nó sẽ nằm trong nhóm đó là it. Câu B là the. Câu C cũng vậy. Và câu D cũng vậy. Đáp án đúng sẽ là A. Được chưa ạ? Rồi, câu số tiếp theo, câu số 4. Chúng ta nhìn này. Chúng ta nhìn thấy nha. Cellar. Đúng ạ, juice, kitchen và concert. Riêng cái chữ này chúng ta sẽ đọc là, riêng chữ này là sờ với chào, còn cái này sẽ đọc là ca. Đúng chưa? Nên đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì? À, sẽ là đi, để cho game ạ. Rồi, câu số 5 nhé. Cô chỉ cho các bạn một cái mẹo, đó là chữ sugar, đó là sờ dài. Để trong tất cả các trường hợp thì chữ sugar đều là sờ dài. Rồi chúng ta thấy tiếp theo này, share, share cũng tương tự như vậy, anxious, đúng không ạ? Và cái này là closer, nên đáp án đúng sẽ là B. Đấy, cái phần phát âm này thì các em chịu khó tra từ điển và chúng ta sẽ học từ từ thôi, được chưa? Rồi, câu số tiếp theo nhé, bài số 2. Bài số 2 là gì? Thấy stress nhé, thấy stress là nhấn trọng âm này. Trọng âm thì cô sẽ đi qua một số trọng âm cơ bản, danh từ, tính từ, hai âm tiết, two syllables, đúng không ạ? Hai âm tiết thì sẽ là gì? Trợ âm một, stress one. Rồi, động từ, two syllables, hai âm tiết thì sẽ là âm tiết số 2, stress two. Thì làm sao phân biệt được? Câu chuyện cũ, học bài nhé các em. Câu đầu tiên, across. Across ở đây là động từ, băng qua, nên là âm tiết số 2. Simply là tính từ, âm tiết số 1. Common cũng vậy, âm tiết số 1. Và brother là anh trai, là danh từ và âm tiết số 1. Đáp án đúng sẽ là A. Câu số 2, social, tính từ, âm tiết số 1. Middle, âm tiết số 1. Notice, âm tiết số 1. Bởi vì nó vừa là danh từ, nó vừa là tính từ, trong trường hợp chúng ta chắc chắn là từ B khi là động từ rồi, nên là âm tiết số 2. Câu D là đáp án đúng. Câu số 3. Câu số 3 thì sao đây? Whistle. Whistle, trouble, âm tiết 1. Someone, âm tiết 2, đúng không ạ? Receive, âm tiết 2. Và whistle, thêm một cái whistle. Tại sao không? Mặc dù nhá, whistle đây là động từ 2 âm tiết, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn phải chia là âm tiết 1. Bởi vì là gì? Trong tiếng Anh có những cái đuôi như thế này này, đuôi thổ hay là đuôi bồ, là những cái âm yếu các em ạ. Thì trọng âm nó sẽ không bao giờ tính vào những cái âm này, nên chắc buộc chúng ta phải tính vào âm này. Đó là trường hợp lại ngoại lại. Được chưa? Câu số 4. Câu số 4, discuss là động từ, hai âm tiết, nên là trọng âm tiết số 2. Waving, âm tiết số 1, vì cái những cái đuôi ing này là âm yếu, không tính, đúng không? Airport, âm tiết số 1, và often, âm tiết số 1, nên là câu A là đáp án đúng. Câu 3 nhé. Sentence là câu, âm tiết số 1. Có một cái mẹo này,
20 năm đứng liền kề, hai vowels đứng cạnh nhau, two vowels đứng cạnh nhau thì chúng ta như thế này này, nó sẽ đánh trọng âm vào đó. À, giống như cái từ painting nãy mà có trọng âm thì là âm tiết số 1 đấy các em ạ. Yeah, verbal đấy, cái đuôi ồ này chúng ta sẽ không nằm trong cái nhóm là trọng âm, nên là chúng ta sẽ đánh vào âm tiết số 1. Và attract, attract là động từ hai âm tiết, âm tiết số 2 nhé. Yeah. Nên đáp án đúng sẽ là D. Rồi, câu bài số 2. Part 2. Bài này đó là phần từ vựng ngữ pháp và cấu trúc. Câu này chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây là xác định từ để hỏi đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhé. Đúng ạ? Đây là interesting, là thú vị, là tính từ đúng không ạ? Là tính từ ở đây nói về cảm xúc. Chúng ta sẽ chọn từ gì? Là tự hào. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì tại sao cái cấu trúc đây chúng ta thấy này, file cộng với tân ngữ cộng với tính từ các em ạ, cảm thấy như thế nào? Đây là chúng ta phải chọn là how thôi. Được chứ nhé? Câu số 2 nhé. Câu số 2 của chúng ta như thế nào đây? Chúng ta nhìn thấy này. He will continue. Đúng không ạ? Anh ấy sẽ tiếp tục. Mà ở đây là tương lai đơn. Tương lai đơn thì nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi. Có nghĩa là hiện tại đơn hoặc là hiện tại hoàn thành. Đúng chưa? Nhưng mà cái làm sao để xác định là hiện tại đơn hay hiện tại hoàn thành? Ví dụ như là một hành động diễn ra và sẽ tiếp tục cái gì đó thì nó sẽ dùng cái thì hiện tại đơn. Đó có nghĩa là hành động này có thật ở hiện tại và giống như một thói quen nữa thì chúng ta sẽ dùng trường hợp này. Còn trong trường hợp mà nó đã xảy ra trước đó rồi và để lại cái kết quả thì chúng ta sẽ dùng là gì? Hiện tại hoàn thành nhé. Câu này là gì đây? Jenny khắc hai cái vỏ trứng và bây giờ anh ấy đã tiếp tục khắc cái thứ ba và sẽ tiếp tục khắc cái thứ ba. Thì ở đây là hai cái vỏ trứng này đã được khắc rồi và đã xong rồi đúng không ạ? Và hiện tại thì phải chắc phải có thành quả thì anh mới khắc tiếp. Được chưa? Nên chúng ta sẽ chọn là B Kim nhé. Rồi, câu số 3 đơn giản đúng không ạ? Sau hate là verb A. Không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không ạ? Câu số 4 nhé. Câu số 4 này. I have a temperature. Temperature chúng ta danh từ của nó là nhiệt độ. Nhưng mà trong trường hợp này á, cô hay nói với các em đó là have cộng với một loại bệnh đúng không ạ? Ví dụ như have a headache, bị đau đầu này, hay là have a stomachache, vân vân, đúng không ạ? Thì ở đây là gì? Tôi bị đau đầu. Câu A này, nhưng mà tôi đi ngủ sớm. Thì cái trong trường hợp này mà dùng thay bắt thành là vì vậy tôi đi ngủ sớm thì hợp lý. Câu C đó là hoặc là tôi đang bị tăng cân, đúng không ạ? Còn câu B của chúng ta sẽ là gì đây? Vì vậy là gì? Tôi cảm thấy mệt, đúng không ạ? Tôi đang bị đau, tôi đang bị sốt, vì vậy là tôi cảm thấy mệt. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ chọn là B, đúng không ạ? Số 5 này, tiếp tục là một bài phát âm giữa bài, đúng không ạ? Phát âm nhé, away, ở đúng không ạ? Answer cũng là ở, sunburn, sunburn là ơ rồi, ơ rồi. Bạn nào mà học phát âm thì cái này sẽ biết, the picture là ở, và bạn đúng sẽ là C, các em nhé. Câu số 6 tiếp tục là một câu trọng âm nhỏ lẻ, stress, đây cô có một cái mẹ cho các em nhé. Những từ mà kết thúc bằng gì đấy ạ, có chữ ee, trọng âm mà có chữ ee thì trọng âm thường đánh vào đó. Khi mà từ mà có chữ ee thì chọn người vào đó. Volunteer đây là động từ, đây là danh từ và ba âm tiết đúng không? Thì chúng ta sẽ rơi vào âm tiết số 3 bởi vì là có đuôi ee và các từ còn lại thì sẽ nhấn vào âm tiết số 1. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn là câu A. Câu số 7 nhiều bạn bị sai. Beethoven đây là một ông nhạc sĩ, ông đã sáng tác ra rất là nhiều ca khúc hoặc là bài nhạc. Nhưng đây ông này ông đã sáng tác rồi nên là chúng ta sẽ dùng là B. Thì chưa? Ok. Câu số 8 nhé. Câu số 8. Tôi rất là lo lắng mà putting on weight đó là tăng ký đúng không ạ? Tăng cân đúng không ạ? Tôi rất là lo lắng cho cái việc này. Thì chưa? Và Tommy nói đó là wash your hands more hả? Không được, rửa tay nhiều hơn hả? Gì đấy ạ? Là eat less. Less đây là ít hơn đúng không ạ? Trong phạm vi chương trình lớp 7 của chúng ta thì cũng đang học về gì đấy? Sức khỏe thì chúng ta sẽ học qua từ less và từ more. Nên là khi mà các em đi thi, cho dù mất gốc đi chăng nữa thì cũng hãy nhìn thấy cái gì mà đã học và quên rồi thì hãy khoanh vào nó nhé. Rồi câu số 9. Câu số 9 của chúng ta trong trường hợp này là gì? Jack dành hết thời gian của mình vào cái việc là staring at, tức là nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
khi nào cũng cắm đầu vào cái điện thoại đúng không ạ? Đấy chưa? Short sight thật là bị cận thị. Ok. Đấy chưa? Đây là lúc này chúng ta sẽ chọn là gì? À, chọn là gì đây ạ? À, chọn là see đây đúng không ạ? Đấy không? Cái này cũng đòi hỏi chúng ta phải biết ít một chút từ mới. Câu số 10 nhé. Sao love là love in. Mà ở đây chúng ta là sẽ là gì? À, horse riding. Có nghĩa là cưỡi ngựa thì sẽ chọn là be. So horse going, horse riding. Câu số 11. Câu số 11 đó là she feels itchy. Có nghĩa là cô ấy cảm thấy bị cảm cúm á. Và nước mũi thì cứ chảy ròng ròng, đúng ạ? À, cô ấy nói là cô ấy là gì đây? À, flu là bị cúm. Khi mà các em thấy nhá, nose mũi này, mũi mà chúng ta chảy đó là một cái hành động mà chúng ta bị bệnh thôi, bị ốm như là flu. Câu số 12. Say that, ta là nói rằng mà các em nhìn thấy cái say này ở hiện tại này. Đúng ạ? Ở hiện tại thì một cái đi tiếp nối với từ that thường là sẽ là cái mệnh đề mà nó đi kèm với cái động từ đầu. Nếu như động từ đầu sau từ that nhé, cô chỉ cho các bạn một cái mẹo là sau từ that, nếu như mà chắc chắn là sau đó là một mệnh đề, nếu như phía trước là một động từ chi hiện tại thì ở đây sẽ là mệnh đề của hiện tại. Nên là chúng ta sẽ lại câu A. Rồi chúng ta nhìn sang phía sau này, phía sau lại có in the future, đó là tương lai. Tương lai đúng không ạ? Thì chắc chắn là gì? À, phía trước là hiện tại và phía sau sẽ là tương lai, nên là chọn lại C. Chỉ còn B là đáp án đúng nhất. Dễ hiểu không ạ? 13 là cấu trúc gì đây? À, it này, it cộng với to be. It cộng với to be, cộng với tính từ và cộng với to verb các em nhé. Như thế nào để làm gì? Cái việc nhặt lá cây từ các quốc gia khác nhau thì rất là thú vị. À, dễ thương đúng không ạ? Rồi, sao enjoy là verbing? Đi thôi, đúng không? Câu này nhá. Tôi thì thích nấu ăn, I love cooking. Nhưng mà, gì đây, bởi vì là chị gái thì doesn't. Nên là chúng ta sẽ chọn là gì? But, liên từ trong trường hợp này dễ không ạ? Siêu dễ, đúng không ạ? Rồi, good, chỉ có hai trường hợp thôi. Good for đó là tốt cho cái gì? Tốt cho ai hoặc là tốt cho cái gì? Còn good at đó là giỏi về cái gì? Được chưa ạ? Nên là chúng ta sẽ chọn là gì? À, cười thì sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Rồi, câu số 17 nhé. Câu số 17 thì sao đây? À, nếu như mà khác Excel có nghĩa là nếu như bạn muốn khắc quả trứng thì bạn cần nên gì đây? À, kiên nhẫn, bởi vì là take a long time, nghĩa là mất rất là nhiều thời gian. Rất nhiều thời gian đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ chọn là B. Các em nhé. 8 của chúng ta. À, 3 đi với gì đây? A week. Week là một tuần, thì thường là 3 lần một tuần thì sẽ là 3 times. Cái mét vào các em nhé. The times a week là 3 lần một tuần, đây là cái mét. Câu số 19, sau spend là verb in. Luôn luôn là như vậy, đúng không ạ? Dành bao nhiêu thời gian làm gì? Những cái câu kia thì họ cũng đã cho sẵn rồi. Bạn nào mà không biết thì cũng có thể nhìn lại những đề bài mà mình đã làm. Câu số 20 nào. Câu số 20 là gì đây? À, đây là một loại đồ ăn mà như thế nào đây ạ? Tôi không nghĩ là tôi có thể ăn nó. À, loại đồ ăn gì? À, chắc là ngon. Ba từ này đều là ngon, đúng không ạ? Thì chắc chắn là không phù hợp rồi. Chỉ còn là cái này. Rất là cay, đúng không ạ? Chắc là không ăn được đâu, nhưng mà cuối cùng thì vẫn ăn được. Rồi, bài số 2. Bài số 2 ở đây đó là bài chia động từ theo thì. Bài này thì cô chỉ chia cho các bạn cái đáp án thôi, vì bây giờ là cấp tốc quá thi rồi. Nên là muốn mà giảng lại thì phải xem lại các video của cô từ đầu nhé. Every year là dấu hiệu của hiện tại đơn, mà hương và golder đó là chùa, lễ hội chùa hương. Ở đây có từ buy, nên chúng ta sẽ dùng bị động đó là is visited. Is visited, đúng không ạ? Câu số 2 nhé. Yesterday là quá khứ đúng không? Nên là từ sent ở đây chuyển thành sent. Vì đó là chủ động, không có bị động. Câu số 3, for là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Chúng nó là she nên sẽ dùng là has collected, đúng không ạ? Rồi. Câu tiếp theo, câu số 4 này. Các em nhìn thấy từ đơn dần là hiện tại đúng không? Đơn dần hiện tại thì cái này dùng hiện tại thôi. My mother là số ít thì chia gì? Thêm s mà. Câu số 5 nữa, câu số 5 là có gì không? À, không có dấu hiệu gì thì là dùng hiện tại đúng không? Đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo đó là bài đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Thì các em nhìn vào từ gạch chân để đoán từ đi hỏi nhé.
video trước thì cô cũng đã hướng dẫn cái bài này rồi, nên bây giờ chúng ta cùng làm luôn nhé. 12 là số lượng và 12, nên là khi mà hỏi về số lượng thì chúng ta sẽ dùng là how many. How many, cái này là hiện tại, nên là dùng chủ ngữ là, dùng trợ động từ là does cho chủ ngữ là she. Vậy she need bao nhiêu gì đấy à? Cô nhầm nhé các bạn nhé, cô xin lỗi các bạn. Đó là bao nhiêu quả trứng, thường là sau how many phải là danh từ. Bao nhiêu quả trứng cô ấy cần để làm hai cái bánh. Thưa mấy, two cakes. Các em đi thi lưu ý là viết chính tả cho nó đúng đấy nhé. Rồi, câu tiếp theo nè, câu số 2. A lot of là nhiều, đúng không ạ? Mà ở đây là rượu. Rượu là một danh từ không đếm được, nên là chúng ta sẽ không dùng how many nữa, mà phải dùng là how gì? How much, đúng không? Cũng là bao nhiêu, đúng không? Đúng chưa ạ? How much wine, bao nhiêu rượu mà. Ở đây này thì gì? Quá khứ đơn, nên là cô sẽ dùng trợ động từ là did và chủ ngữ là day. Thì đây, drink, động từ về nguyên mẫu. At the party last night. Ok, rồi câu số 3 nhé. Câu số 3, in the morning là vào buổi sáng. Buổi sáng là thời gian thì sẽ là when. When, đúng không ạ? When thì đây là hiện tại này, nên là chủ ngữ là ai thì phải đổi thành you. Bởi vì người ta hỏi là bạn thì mình mới trả lời là thành tôi, đúng không ạ? Do you gì? Do you drink coffee? Đúng không ạ? Khi nào mà bạn uống cà phê, đúng không ạ? Rồi câu số 4 nhé. Câu số 4, beef noodle soup ở đây là món phở bò, đúng không ạ? Phở bò là món ăn yêu thích của tôi. Thì phở bò là một cái món ăn, thế các em có thể dùng đó là what dish hay là what cũng được, thì người ta cũng hiểu, đúng không ạ? What is your gì? Mình viết lại thôi, đúng không ạ? What is my đổi thành gì? Your, đúng không ạ? Giống như cái câu này, ai đổi thành you đổi thành ai? Your favorite. Bởi vì các em biết sao không? Ở phía sau là đã từng phút rồi, nên là các em chỉ cần hỏi giống như là cái câu hỏi chúng ta hay hỏi giao tiếp bình thường, đó là what is your favorite food hay là what is your favorite fruit, đúng không ạ? Đơn giản đúng chưa? Ok, rồi câu số 5 nhé. A bit sure, sure ở đây đó là bị chua, đúng không ạ? Cái nước chanh này hơi chua một chút, đúng chưa? Thì là nói về hương vị, nói về cảm xúc thì chúng ta sẽ dùng từ hao, đúng không ạ? Cái này là ấy nhá, cái này là động từ này, how gì đây? How does your lemonade? How does your lemonade? Gì đây ạ? I taste. Ok. Hiện tại đơn. Câu số 6 nhé. Câu số 6 là từ no. No đúng không ạ? No là không. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng là gì? There isn't là không có. Thì sẽ gì là is there. Is there đảo ngược lại thôi, bởi vì câu hỏi là trả lời yes or no thì chúng ta đảo ngược lại để dùng gì? Để dùng ngay cái câu hơn người mà người ta nói. Is there any gì? Any milk. Tại sao cô vẫn thêm thì any? Bởi vì any dùng cho cô phủ định và nghi vấn. Any milk in the fridge. Đúng chưa ạ? Đơn giản đúng không ạ? Rồi, câu số 7 nhé. Câu số 7 đó là I didn't go to school because I sick. Bởi vì tôi bị ốm. I was sick. Tôi bị ốm, vì vậy là tôi đã không đi học, đúng không ạ? Viết lại thôi. I didn't go to school. Các em thấy đơn giản đúng không ạ? Rất là dễ phải không ạ? Đáp của cô này. It will be good if you eat less meat and more vegetables. Nó sẽ rất là tốt nếu như mà bạn ăn ít thịt đỏ lại và nhiều rau xanh hơn. Thì câu này nhá, cô có để bên kia rồi, nên là chúng ta sẽ, cô sẽ viết cho các bạn. Người ta cho là you should. Và cấu trúc của chúng ta là gì? Should cộng với động từ nguyên mẫu, đúng không? Là nên làm gì, đúng chưa? Thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên ăn ít thịt đỏ lại và nhiều rau xanh hơn, đấy chưa? Thì sẽ là you should eat less meat and more vegetable. Đơn giản đúng không ạ? Không có gì là phức tạp nếu chúng ta biết nhớ cấu trúc của mình. 9 nè. Câu số 9 là gì đây? Anh ấy thích chơi điện tử vào thời gian rảnh, chơi game đúng không ạ? Thì ở đây là gì? Sở thích của anh ấy là his hobby is gì? Playing. Sau to be thì cộng với verb in luôn. Playing computer games. Khi mà nói về sở thích các bạn,
Trong trường hợp đi thi mà nói về sở thích thì các bạn chê thì hãy tiếp diễn cho cô nhé. In his free time. Có nghĩa là hành động mà thích làm cái gì đó thì người ta sẽ dùng thì hãy tiếp diễn nhiều hơn. Câu số 10 nhé. Có thể viết, người ta có thể cho cái enjoy này hoặc là cho ngược lại. Các em học hai cấu trúc này cho cô. To be interested in nó sẽ bằng enjoy, và hai cái này đều cộng với verb in. Enjoy có nghĩa là thích làm gì, thì sẽ là watching. Watching gì đây? Là watching TV in the evening. Đúng ạ. Đúng chưa? Rồi câu số 11. Câu số 11 là gì? Nhiều bạn hay nhầm lắm. Cấu trúc của chúng ta là think cộng với that. Lưu ý là think cộng với that cộng với tân ngữ và cộng với to be. Ở đây tân ngữ ở đây có thể là chủ ngữ nhé các em nhé. Tân ngữ giả được chưa ạ? Cộng với tính từ. Nó sẽ tương đương với gì? File cộng với cái tân ngữ này này, cái mà cô vừa mới viết này, cộng với tính từ luôn, bỏ to be đi. Được chưa? Các bạn nào ra được không? Thì sẽ là ai là chung rồi. Say sinh that thành file, file gì đây? À, learning English. Learning English. Như vậy, tính từ luôn đúng không ạ? Important. Đừng có thêm to be vào nhé, thêm to be vào là sai. Giống kiểu là công thức của nó như vậy mà các bạn cứ làm trái đi á. Được chưa? Câu này là câu bị động. Anh trai của tôi rất là thích uống cà phê đúng không ạ? Thì cà phê sẽ được ghi lại à, là cái món uống ưa thích sẽ là in, is enjoyed very much by my brother. Thì cái câu này các bạn, nó không nằm trong cái độ thương ôn thi dự kỳ đâu, mà là cuối kỳ đấy. Nhưng cô cũng có cho thêm để bạn nào mà đã học chương trình bị động rồi thì mình cũng sẽ biết ha. Câu số 13 nhé, câu cuối cùng này. Price là giá. Giá của đĩa cơm chiên này là gì? Là bao nhiêu đúng không? Thì sẽ là gì? How much là bao nhiêu? The price of plate of fried rice. Ở đây là chủ ngữ thì sẽ là how much does the price. Tại sao cô lại dùng là does? Bởi vì là price ở đây là giá. Giá thì không đếm được nên chúng ta dùng là does. Đúng không ạ? Plate of fried rice. Thêm từ gì? Cost là giá bao nhiêu mà. Đây nhé, trợ động từ dữ nguyên. Chúc các em học tốt nhé.